Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 22/11 tại km 23-100 thuộc địa phận xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Thời điểm trên, tàu SE5 do lái tàu Nguyễn Bá Phúc Hải thuộc xí nghiệp đầu máy Hà Nội điều khiển di chuyển từ ga Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi tới địa điểm trên thì tông phải một nam thanh niên điều khiển xe máy băng qua đường sắt. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tuấn Tú, 28 tuổi, trú tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội. Nam thanh niên này điều khiển xe máy biển số 29Y5175.92, hướng từ trong làng ra quốc lộ 1A khi qua đường dây đã không quan sát nên xảy ra vụ việc. Chiếc xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương khắp đường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thắng Lợi cho biết, bàn rỉ điện tử hàng ngày vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên hôm nay không thấy hoạt động. Vụ việc khiến tàu SE5 phải dừng lại 15 phút để xử lý,